Chào mừng các em đến với kênh Tiểu học Channel. Các em thân mến, ở tiết kể chuyện hôm nay, chúng ta cùng nhau thực hành nhìn tranh và kể câu chuyện Nghỉ hè. Các em lắng nghe cô kể mẫu nhé. Nghỉ hè, bố mẹ đưa Đức và Thư ra biển chơi. Tàu chở mọi người ra khu vực câu cá và ngắm san hô. Thư ở lại tàu cùng mẹ câu cá. Bố và anh Đức đội mũ có bình oxy, cầm thức ăn cho cá, cùng chú hướng dẫn viên lặn xuống biển. Kia, rặng san hô rực rỡ hiện ra, những đàn cá vây quanh Đức. 15 phút đi bộ dưới đáy biển qua nhanh, chuẩn bị leo lên tàu, bỗng Đức cảm thấy có vật gì quấn vào chân. Cậu hốt hoảng kêu to, "A, rắn, bố ơi!" Bố và chú hướng dẫn viên cùng đến giúp Đức. Bố giơ con rắn lên, thì ra đó chỉ là một cây rong biển. Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Đức bẽn lẽn cười. Cậu cảm thấy biển đẹp và đáng yêu hơn mình tưởng tượng rất nhiều. Thư thì mong nhanh đến hè năm sau để được đi bộ dưới đáy biển ngắm san hô như anh Đức. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Cảm ơn các em đã lắng nghe. Các em hãy tiếp tục like và subscribe kênh Tiểu học Channel để được lắng nghe những câu chuyện tiếp theo các em nhé. Bên cạnh đó, các em cũng có thể truy cập vào fanpage Tiểu học Channel và để lại lời nhắn, đề xuất những câu chuyện, những bài học mà các em muốn được xem trên kênh Tiểu học Channel. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại!